Và lúc đó có nhau. Hồi xưa thì không biết những cái điều đấy là gọi là đói hay là khó khăn. Đơn giản là thiếu cái ăn, phải đi kiếm. Thiếu rau ăn thì phải đi hái. Thì nếu mà một người, nếu mà mọi người bảo nó là khó khăn thì chính bản thân mình thì không cảm thấy như thế. Nhưng mà cái cuộc sống ngày xưa, tức là em khi mà hình dung về nhà của em, về quê hương của em, thì em nhớ những hình ảnh đoàn kết nhất. Ví dụ như cái lúc mà trời mưa giông bão ở ngoài, cả gia đình ngồi ở bên bếp lửa nướng bắp, nướng ngô, hay là hình ảnh ngồi trên xe cày thì cùng đi làm ruộng rất là xa, hay là hình ảnh về về một cái buổi sáng trong đêm Giáng sinh đốt lửa và ngồi nhóm xung quanh kể về cuộc sống. Những hình ảnh đó đối với em liên tưởng rất là nhiều và thực sự rất là hạnh phúc và rất là nhẹ nhàng. Và có những câu chuyện cười, những cái câu chuyện thú vị được kể ra. Thì đấy là những cái hình ảnh mà em cảm thấy rất là thú vị và thích thú khi mà em nhớ về quê nhà của mình. Tại vì ED của em nó không phải là ở đâu nó cũng giống nhau, nhưng mà tất cả các ví dụ huyện hay xã hay là buôn thì nó đều có những cái tập tục và cái phong phong tục tập quán nó riêng biệt một tí, nó đặc biệt một tí, giống như là Bắc Trung Nam. Trong gia đình thì mẹ là người mà có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với Hen. Tức là hồi xưa khi mà Hen đã bắt đầu gọi là gạt bỏ cái chuyện mà mẹ muốn mình lấy chồng mà mình kháng cự sau khi đi học xong, thì mẹ chính là một cái nguồn động lực rất là lớn để Hen cố gắng trong việc học. Mẹ chia sẻ về cái khi gọi điện về nhà, mẹ chia sẻ về cuộc sống nó đang khó khăn ở quê, thì lúc đấy á mình ý thức được mình phải cố gắng hơn nữa. Hay là có những lúc mà mẹ mình khó khăn quá thì mẹ bảo là cố lên, con cố gắng lên. Thì những cái đầu câu nói rất là đơn giản của mẹ nhưng mà làm cho em cảm thấy rất là động lực. Nếu mà một cô gái ED nào đó mà đã có cái niềm ao ước, ước mơ ngay từ nhỏ, mình muốn khác biệt, mình muốn đến một nơi nào đó thật xa, hay là mình muốn tìm hiểu cuộc sống ở xung quanh mình như thế nào, thì cứ hãy mạnh mẽ và mạnh dạn lên và tìm kiếm cho mình cơ hội. Bởi vì là nếu mà mình hiền lành, dễ thương thì sẽ có xã hội này sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ mình. Đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ cho những người con gái ED, em mà đang ngồi trong mái trường, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Có thể là các em sẽ có nhiều cảm xúc trong khi mà yêu đương, nhưng mà cảm xúc đó rồi sẽ qua thôi. Hy vọng là các em sẽ biết nắm bắt cơ hội của mình để các em có thể có một cái